Kính thưa quý vị khán giả, Tết đến xuân về, việc nâng ly rượu, cốc bia chúc nhau những lời chúc tốt đẹp là nét văn hóa lâu đời của nước ta. Tuy nhiên, việc lạm dụng rượu bia những ngày Tết đã và đang gây những hậu quả khôn lường cho xã hội. Không chỉ là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông, lạm dụng rượu bia ngày Tết còn dẫn đến ngộ độc rượu, thậm chí tử vong. Cuối năm là dịp diễn ra những cuộc gặp gỡ, hội họp liên quan. Kéo theo đó là thời điểm người dân sử dụng rượu bia tăng đột biến. Cùng với đó là số người nhập viện do ngộ độc rượu bia cũng gia tăng. Vào những cái dịp Tết đó thì mình sẽ uống lai rai với bạn bè khoảng từ 4 tới 5 lon một lần. Từ 20 Tết đến Giáng sinh mình tiệc tùng liên miên nên rượu bia là không thể thiếu. Mỗi lần đi tiệc vậy mình uống khoảng 10 lon trở lên. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế nhận định nguyên nhân ngộ độc rượu bia là do người dùng lạm dụng vượt quá mức cho phép của cơ thể hoặc sử dụng sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm như rượu pha cồn công nghiệp methanol hoặc ethylene glycol, các loại rượu ngâm không rõ nguồn gốc và chất lượng. Chúng ta có lưu ý hai tác hại cho cái bản thân người uống rượu bia. Thứ nhất là tác hại cấp tính. Thì những người uống rượu bia cấp tính còn bị tác hại cấp tính thì thường có thể ảnh hưởng đến thần kinh, thì dẫn đến tình trạng là rối loạn tri giác, ngộ độc rượu, sản rượu, thậm chí thì có một số trường hợp thì hôn mê do rượu, và đặc biệt nếu uống những cái rượu mà có những cái độc chất không rõ nguồn gốc. Cái tác hại thứ hai là tác hại trên cái hệ tiêu hóa. Đặc biệt những người uống rượu có thể dẫn đến một cái tình trạng suy gan cấp do rượu, hoặc là một cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa, hoặc là một cái tình trạng viêm tụy cấp. Và tất cả những cái bệnh lý này đều nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra, người bệnh thì còn có thể có những cái cơn tăng huyết áp dẫn đến xuất huyết não, dẫn đến rối loạn nhịp tim, dẫn đến suy tim. Uống rượu bia thời gian dài dẫn đến tổn thương gan, đặc biệt gây thoái hóa xơ gan là nguyên nhân gây ung thư gan. Bên cạnh đó, chi phí điều trị cho những ca xuất huyết não, ngộ độc rượu, hôn mê, lọc máu là rất lớn, hệ lụy liên đới tới gia đình và toàn xã hội. Để hạn chế bớt những cái tác hại do rượu bia gây ra, thứ nhất đó là chúng ta phải kiểm soát cái lượng rượu bia uống vào. Và nếu mà cái lượng rượu uống tương đối là an toàn, ở những người có sức khỏe bình thường là người ta thấy là khoảng một đơn vị rượu một ngày. Một đơn vị ở đây tương đương với là một lon bia, một ly rượu vang hoặc là một cốc rượu mạnh. Và đặc biệt thì thời gian sử dụng chúng ta cũng khoảng không quá 5 ngày. Trong quá trình uống rượu bia thì chúng ta nên uống thêm nhiều nước, đặc biệt là nước lọc, nước trái cây để mà hỗ trợ tăng thải cái rượu bia và giảm bớt cái sự hấp thu của rượu bia, giảm bớt cái tình trạng ngộ độc rượu bia gây ra. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, chúng ta cần có ý thức khi sử dụng rượu bia. Chọn loại rượu bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng. Không uống rượu lúc đói. Không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc. Khi đã uống rượu bia thì không tham gia các hoạt động bên ngoài hoặc ở những khu vực nguy hiểm. Khi có các triệu chứng ngộ độc rượu như đau bụng dữ dội, ói ra máu, đi cầu phân đen, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử lý kịp thời.